đừng có ngủ, đừng có nghỉ ngơi, đi chơi. Đó là giống ý ba luôn. Đi ăn, đi ăn, không kêu không được nghỉ, không nghỉ mà. Không lộn đâu với con anh. Bà ơi. Chút trước đi. Rồi. Đây thôi, lên thôi. Đói mà. Ăn. Thôi, chúc bà mẹ sức khỏe dồi dào. Rồi. Mẹ thì vui vẻ. Trong gia đình là vui vẻ với nhau. Rồi, cảm ơn con. Còn em chúc anh Lộc với thì chị Duyên thì năm mới bao giờ có sức khỏe dồi dào, tiền bạc thì đối với là dư dả rồi, mà dư dả thì mình thành công. Chúc. Phải đưa đón đi học. Lại xe. Dạ chúc là vui chứ, không có chúc là cũng buồn. Buồn nhá. Không mà phải có sức khỏe rồi mới làm cái này kia thì những người. Chứ còn không phải làm á, em nói thật là anh bất cứ gì vậy. Anh không ngồi không, tự nhiên cái tinh thần mình cái đầu một ấm đặc. Số ấy căng nhái, căng xuống vui ngon hả? Nó xuống nước dầm. Ít tiệc là nhiên ăn nhau rồi. Mấy người về luôn rồi, không ăn là được. Dạ, 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 tía rồi, cũng không biết đâu biết mà. Mình chạy rồi, mình chạy rồi. Năm mới chúc gia đình cầu luôn luôn khỏe mạnh ha. Chưa bao lâu honey, bao lâu? Ok.